Chân thành cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ màn ảnh của đài truyền hình VIETV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi các bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và giải trí. Thưa quý vị, vợ chồng Tổng thống Trump đến Texas trong cơn lũ. Tổng thống Donald Trump vào sáng thứ Ba ngày 29 tháng 8 đến thăm tiểu bang Texas để thị sát các nỗ lực ứng phó với cơn bão nhiệt đới Harvey, vụ thiên tai lớn đầu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump. Cùng đi với Tổng thống đến thành phố Corpus Christi ven vịnh Mexico, có đệ nhất phu nhân Melania. Trong cùng ngày, vợ chồng Tổng thống sẽ đến thủ phủ Austin của tiểu bang Texas để gặp gỡ các giới chức tiểu bang, nghe thuyết trình về tình trạng thiên tai và đi thăm trung tâm điều hành hoạt động ứng phó bão lụt. Phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc Sarah Huckabee Sanders nói rằng, Tổng thống Trump tránh đi thẳng đến Houston vì ông muốn hết sức thận trọng để bảo đảm rằng các hoạt động của ông ở Texas không cản trở nỗ lực phục hồi sau cơn bão. Bà Sanders cho biết, tại Austin, Tổng thống dự trù nhấn mạnh đến sự phối hợp của tất cả các cấp trong chính quyền và đặt nền móng cho công cuộc tái thiết sau cơn bão, được dự đoán sẽ là một tiến trình lâu dài. Tổng thống Trump cam kết hành động nhanh sau bão. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Hai ngày 28 tháng 8 cho hay, ông trông đợi Quốc hội sẽ hành động nhanh chóng để tài trợ cho các nỗ lực giải cứu và phục hồi sau cơn bão Harvey. Vào ngày hôm thứ Hai, ông Trump chủ tọa một số cuộc họp nội các nhằm điều hợp sự đáp ứng của liên bang. Ông nói rằng tiến trình hồi phục sẽ là một con đường dài và khó khăn, nhưng cam kết chính phủ liên bang sẽ hỗ trợ. Trong chuyến thăm vùng bão lũ ở Texas vào hôm thứ Ba, phái đoàn của Tổng thống Trump ngoài vợ chồng ông còn có Bộ trưởng Phát triển Gia cư và Đô thị Ben Carson, Bộ trưởng Y tế Tom Price và Giám đốc Cơ quan Quản trị Tiểu thương Linda McMahon. Phái đoàn được Thống đốc Texas Greg Abbott tiếp đón tại phi trường trước khi đi tới một trạm cứu hỏa để gặp gỡ các nhân viên cấp cứu địa phương và các cơ quan cứu trợ. Trong khi đó, Phó Tổng thống Mike Pence trả lời phỏng vấn một loạt đài phát thanh ở Texas để lưu ý dân chúng rằng nguy hiểm vẫn chưa chấm dứt. Thưa quý vị, Thủ tướng Singapore đề nghị trợ giúp bão Harvey. Tổng thống Donald Trump cảm ơn Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long về lời an ủi và đề nghị trợ giúp nhà chức trách Hoa Kỳ trong việc đáp ứng với bão Harvey. Tòa Bạch Ốc cho biết vào hôm thứ Ba ngày 29 tháng 8, Tổng thống Trump đã điện đàm với Thủ tướng Lý trong khi ông Trump đang trên chuyên cơ Air Force One đến Corpus Christi, tiểu bang Texas. Thủ tướng Lý đề nghị trao cho nhà chức trách Hoa Kỳ quyền điều động một chiếc trực thăng Chinook của Không quân Singapore đang huấn luyện với vệ binh quốc gia Texas. Thông báo của Tòa Bạch Ốc thuật lại rằng, ông Trump cảm ơn ông Lý vì Singapore giúp Hoa Kỳ trong các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn liên quan tới vụ tai nạn của tàu USS John S. McCain. Khu trục hạm này đã bị thiệt hại trong vụ va chạm với một tàu chở dầu ngoài khơi Singapore hồi tuần qua. Tòa Bạch Ốc cũng cho biết hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về vụ phóng hỏa tiễn mới nhất của Bắc Hàn. Thưa quý vị, có hơn 30.000 người phải rời nhà vì bão Harvey. Hàng chục ngàn người sẽ phải rời khỏi nhà vì bão Harvey. Theo Cơ quan Quản trị Tình trạng Khẩn cấp Liên bang FEMA, cơ quan này ước lượng sẽ phải tạo chỗ ở tạm thời cho hơn 30.000 người tại các trung tâm tạm cư vì trận lũ lụt chưa có tiền lệ do cơn bão gây ra. Theo Thị trưởng Houston, ông Sylvester Turner, hiện có 5.500 người đang được đưa tới khoảng 20 trung tâm tạm cư, và con số này sẽ tiếp tục gia tăng. Hàng ngàn cư dân của thành phố Houston vẫn đang bị mắc kẹt trong nhà mình vì nước lũ. Theo dữ liệu từ Trung tâm Khẩn cấp Houston, có khoảng 75.000 cuộc gọi liên quan tới trận thiên tai này đã được giải quyết từ đêm thứ Sáu cho đến hết ngày thứ Hai. Thị trưởng Turner cho biết, chính quyền địa phương nhận được đầy đủ nguồn lực từ tiểu bang và liên bang để ứng phó với tình hình này. Cơ quan khí tượng dự báo một số khu vực của thành phố Houston sẽ nhận được hơn 51 inch nước mưa, mức cao nhất từng được ghi nhận tại tiểu bang Texas. Houston tiếp tục mưa lớn, nước sông dâng cao. Các nỗ lực giải cứu tiếp diễn suốt đêm thứ Hai ngày 28 tháng 8 tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, trong khi có thêm nhiều gia đình mắc kẹt trong nhà của họ được giải cứu đưa đến nơi an toàn. Hãng tin Reuters trích dẫn ý kiến từ một tổ chức nghiên cứu trong ngành bảo hiểm cho biết, thiệt hại do lũ lụt ở Texas từ cơn bão Harvey có thể tương đương với bão Katrina, một trong những trận thiên tai gây tốn kém nhiều nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Tại Texas, hàng ngàn vệ binh, vệ sĩ quốc gia, cảnh sát, nhân viên, cứu nạn và người dân thường sử dụng trực thăng, thuyền và xe vận tải nước sâu đi đến từng nhà tìm kiếm và giải cứu hàng ngàn người bị mắc kẹt trong nước lũ dâng cao tới ngang ngực người lớn. Trước cơn bão Harvey, cơn bão cấp 4 khác đổ bộ lên Texas là bão Carla vào năm 1961.
Bão Kala mang theo gió mạnh và những cơn mưa như trút nước tàn phá khoảng 1.900 ngôi nhà và gần 1.000 cơ sở kinh doanh. Dallas sẵn sàng đón hơn 6.000 nạn nhân bão lụt. Thưa quý vị, thị trưởng Dallas Mike Rollins vào hôm thứ Ba ngày 29 tháng 8 loan báo rằng thành phố của ông đã chuẩn bị đón nhận nạn nhân bão lụt từ Houston khi các xa lộ khai thông trở lại và những chuyến xe bus đưa các nạn nhân tới Dallas. Ông Rollins cho biết, các giới chức thành phố đã dựng lên hơn 6.000 giường cho các gia đình phải rời khỏi nhà cửa của mình có lẽ trong nhiều tháng tới. Ông cho biết các ngã đường ra khỏi thành phố Houston vẫn còn bị chìm dưới làn nước lũ. Hy vọng sau khi mưa tạnh, các xa lộ sẽ được khai thông và tiểu bang sẽ bắt đầu điều động 250 xe bus được dành sẵn để đưa nạn nhân bão lụt tới các trung tâm tạm cư ở nhiều thành phố khác, trong đó có Dallas. Trong khi đó, vào hôm thứ Ba, các nỗ lực giải cứu bằng thuyền vẫn tiếp diễn. Nhiều gia đình đã được cứu đưa vào những vùng đất khô ráo hơn và tới những khu trại tạm bên ngoài vùng lũ. Cơn bão Harvey đến nay đã giết chết là ít nhất 9 người. Thưa quý vị, ông Trump xây tháp ở Moscow trong khi tranh cử. Giữa lúc đang tranh cử tổng thống năm 2016, ông Donald Trump dường như muốn xây một tòa tháp Trump ở thủ đô Moscow của Nga. Đó là tiết lộ của ông Michael Cohen, luật sư của ông Trump với truyền thông Hoa Kỳ hôm thứ Hai ngày 28 tháng 8. Luật sư Cohen cho biết ông đã bàn thảo dự án này 3 lần với ông Trump, khi đó còn là ứng cử viên. Ông cũng đã thay mặt ông Trump liên lạc với Điện Kremlin để xin giúp đỡ. Vẫn theo vị luật sư thì những nỗ lực xây tháp Trump tại Moscow đã được tiến hành trong thời gian tranh cử tổng thống vào năm 2015 và tiếp tục cho đến năm 2016. Trong một tuyên bố soạn sẵn, luật sư Cohen nói các nỗ lực này đã bị bỏ rơi vào cuối tháng 1 năm ngoái, tức là gần đến ngày lễ nhậm chức tổng thống của ông Trump. Hiện chưa rõ ông Trump có trực tiếp can dự hoặc hay biết gì về dự án này hay không. Không có một hồ sơ công cộng nào cho thấy ông Trump từng nói về việc xây tháp Trump vào năm 2015 và 2016. Bản tin tiếp theo chia hai về một người xây nhà tí hon cho người vô gia cư. Thưa quý vị, một người đàn ông ở Los Angeles, tiểu bang California, đang cùng với các học sinh tiểu học xây những ngôi nhà tí hon cho các cựu chiến binh vô gia cư. Ông Elvis Summers bắt đầu xây những ngôi nhà tí hon cho người vô gia cư từ khoảng 2 năm rưỡi qua. Đến nay, ông đã xây được khoảng 42 căn nhà. Mới đây, cô giáo Tina Tavor của trường quốc tế Santa Clarita Valley ở Castaneda đã mời ông Summers hợp tác với các học sinh trường này cùng xây những ngôi nhà tí hon. Các học sinh lớp 4 và lớp 5 của trường đã có một dự án vẽ kiểu và xây một ngôi nhà kiểu mẫu. Từ đó, nhà trường hợp tác với ông Summers, họ lập ra một trang mạng gây quỹ GoFundMe để có tiền mua vật liệu. Có khoảng 135 em nhỏ tham gia dự án, làm việc theo từng ca trong suốt năm học. Và mùa hè, một nhóm khoảng 15 em học sinh đã đến địa điểm xây dựng mỗi tuần để tiếp tục dự án. Dân số vô gia cư tại thành phố Los Angeles được ước lượng vào khoảng là 58.000 người. Môn thể thao yêu thích của Harry Potter đã xuất hiện ngoài đời thực. Thưa quý vị, bộ môn thể thao Quidditch mà nhân vật Harry Potter yêu thích vừa trở thành một trò chơi trong đời thực và vừa được các đội banh chuyên nghiệp chơi bên trong một vận động trường ở Anh Quốc trong khuôn khổ của lễ hội August Bank Holiday. Tổng cộng 8 đội banh đến từ khắp nơi trên toàn quốc đã cùng tham gia vào cuộc tranh tài Quidditch Premier League tại vận động trường Craven Park ở thành phố Hull, nơi thường diễn ra những trận đấu rugby truyền thống. Trò chơi thể thao Quidditch đã được tác giả của loạt truyện Harry Potter J.K. Rowling sáng lập. Mỗi đội thi đấu có 21 người chơi. Màn chung kết đã được diễn ra giữa hai đội West Midlands Revolutions và South East Knights. Phần thắng đã thuộc về đội Midlands Revolution. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin dự báo thời tiết cho ngày thứ Tư, 30 tháng 8 cùng với Hoài Sa. Bản tin dự báo thời tiết mở đầu với thành phố Boston. Trời có nhiều mây, dự báo chiều tối có mưa rào nhẹ. Nhiệt độ cao nhất vào ban ngày là khoảng 74, thấp nhất vào ban đêm là 60 độ. Gió hướng Tây Nam từ 5 cho đến 10 giờ 1 giờ, dự báo 30% xác suất mưa rào vào buổi chiều tối. Thành phố New York trời có nhiều mây và ít nắng nhẹ trong ngày, nhiệt độ dao động từ 66 cho đến 82, gió Tây Bắc từ 10 cho đến 15 giờ 1 giờ, dự báo xác suất mưa trong ngày chỉ vào khoảng 10%. Khu vực Philadelphia trời nắng nhẹ vào ban ngày, chiều tối có mưa rào. Nhiệt độ cao nhất vào ban ngày là 75, thấp nhất vào ban đêm là 57 độ. Gió Tây Nam từ 5 cho đến 10 giờ 1 giờ, dự báo xác suất mưa rào vào khoảng 70%. Thủ đô Washington DC trời có nhiều mây, nhiệt độ dao động từ 65 cho đến 80 độ. Gió Tây Bắc từ 5 cho đến 10 giờ 1 giờ, dự báo xác suất mưa trong ngày chỉ vào khoảng 10%.
Khu vực Miami trời có nhiều mây với nắng nhẹ trong ngày, với nhiệt độ cao nhất vào ban ngày là 89 độ, thấp nhất vào ban đêm là 80, gió đông từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa chỉ vào khoảng 20%. Orlando trời có nhiều mây với nhiệt độ dao động từ 77 cho đến 93, gió đông nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa trong ngày chỉ vào khoảng 20%. Tại thành phố Tampa trời có nhiều mây với nhiệt độ cao nhất vào ban ngày là 94 độ, thấp nhất vào ban đêm là 78, gió nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa chỉ vào khoảng 10%. Khu vực Houston do ảnh hưởng của bão nên mưa vẫn kéo dài với lượng nước mưa vào khoảng 1 inch. Nhiệt độ dao động từ 73 cho đến 81, gió đông bắc từ 15 cho đến 25 dặm một giờ, dự báo có 80% xác suất mưa to kéo dài, mưa sẽ kèm theo dông và sấm sét. Thành phố Dallas trời âm u với nhiệt độ dao động từ 72 cho đến 85, gió bắc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ và dự báo xác suất mưa trong ngày chỉ vào khoảng 20%. Khu vực Sacramento trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất lên đến 99 độ, thấp nhất vào ban đêm là 61, gió tây nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm khô ráo và không có mưa. San Jose trời trong xanh đầy nắng với nhiệt độ dao động từ 61 cho đến 85, gió tây bắc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm cũng khô ráo và không có mưa. Thành phố Los Angeles trời đầy nắng và không mây, với nhiệt độ cao nhất vào ban ngày là 97 độ, thấp nhất vào ban đêm là 73, gió nhẹ hướng tây nam dưới 5 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm khô ráo và không có mưa. Tiếp theo là khu vực San Diego với trời trong xanh đầy nắng và nhiệt độ dao động từ 72 cho đến 87 độ, gió tây từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa trong ngày chỉ vào khoảng 10%. Bản tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin 24 giờ qua cùng với Thiện Hạnh và Hoa Sa. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Xin thân ái, kính chào.